Xin chào cả nhà đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Xe Đầu Kéo Vlog nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay Tú cùng anh già làng Tây Nguyên cùng với em Gió Lào TV xin chào của anh Tú ạ. Đang trên đường đi sang bên Yên Bái, sang Nghĩa Lộ để chuẩn bị tham dự cái khai trương nhà hàng của bạn Tú, kênh Gái Bản. Phía trước mình thì có bạn Nguyễn Tất Thắng cùng những anh em ở Hà Giang, là hôm nay là cũng cùng đồng hành trên đường đi từ Hà Giang sang. Bây giờ Tú sẽ quay chia sẻ đến cả nhà một chút về cái đoạn đường đi đến nhà của Gái Bản nhé. Sang đến bên này trời nắng ghê nhá anh già làng nhỉ. Anh em mình chắc là cũng ở đây khoảng 2-3 ngày. Thì mình vừa đi tham dự cái khai trương nhưng mà cũng là tiện thể trong cái chuyến đi mà khám phá đối với những cái tỉnh mà miền núi phía Bắc. Thì mình với anh già làng sẽ là khám phá ở đây một chút. Sau đó là sẽ anh em mình sẽ đi đâu nhỉ? Đi sang bên Lai Châu. Đấy, Yên Bái thì ở đây thì là trên cái tuyến đường du lịch đó là lên tới huyện Mù Cang Chải, một cái địa danh rất là nổi tiếng, đó là ruộng bậc thang anh già làng. Vào mùa này thì chắc là người ta đã cấy rồi, cho nên là anh già làng lên là sẽ được nhìn là lúa xanh rồi đấy. Còn Nghĩa Lộ đây thì cũng là nổi tiếng với những cái suối khoáng nước nóng và cộng đồng của bà con người Thái sinh sống. Thế cho nên là khi đến với Nghĩa Lộ đây thì nhất là cái mùa lúa chín ấy, là có đặc sản cốm, người ta dã cốm nữa, là mình có thể thấy trực tiếp dã những cái cốm ở bên đường đây và mua và ăn thử. Thế thì bây giờ Tú là xin mời các bạn là cùng Tú khám phá cái series mới ở bên Yên Bái một số ngày, và mình sẽ đi những khu chợ chẳng hạn thế. Và tiếp theo đó là mình sẽ về bên Lai Châu. Đấy, như là làng chú ý là có cái chỉ dẫn là rẽ kìa, em thấy có chỉ dẫn đấy. Đây này có đường đi Mù Cang Chải 104 km, thế là mình rẽ sang hướng trái đây. Đúng rồi, gần tới rồi, mình gần tới rồi. Thị trấn Mù Cang Chải là còn 103 km nữa. Anh già làng đã đến Mù Cang Chải chưa nhỉ? Chưa lần nào luôn. Có nghe nói đến không? Nghe những cái thử ruộng bậc thang rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thấy rất là đẹp, nhưng mà cũng mong chờ rằng là một dịp nào đó quay trở lại đây đi. Bây giờ thì cũng chưa phải cái mùa lúa chín, nhưng mà đi thì lúa xanh thì mình cũng dễ dàng là được ngắm ruộng bậc thang rồi. Thế cho nên là lần này thì tiện thể đây là Tú sẽ đưa anh già làng đi ngắm nhìn ruộng bậc thang. Đấy. Ba cây số nữa là tới rồi. Ba cây số nữa là tới rồi. Đây là rất là thuận lợi với cái tuyến đường mà mình đi lên trên huyện Mù Cang Chải. Đây thẳng đây là Mù Cang Chải luôn. Đúng rồi anh, vừa có biển là 103 km đấy, chứng tỏ xa phết nhỉ? Huyện ấy là huyện xa nhất của Yên Bái. Hiện tại là Tú đang có mặt tại nhà sàn của bạn Tú Gái Bản rồi. Một cái khuôn viên rất là rộng và đẹp nằm ở bên bờ suối. Đấy, anh em đã đến đây rất là đông rồi. Ra chào đón mình là có Mạnh Nắng Cao Nguyên. Anh Mạnh đẹp trai. Anh em từ hôm qua giờ anh ạ. Cho ôm cái luôn đi cho nó ấm. Xin chào quý vị khán giả trên kênh anh Tú Xe Đầu Kéo. Chào em nhé. Hôm nọ là đưa anh đi lên khám phá trên đấy rất là tuyệt vời luôn. Cái video đấy các bác khen lắm. Vì là mình đi rồi vừa khám phá lại còn vác gạo lên nữa. Thì anh em mình vào, ô có đại ca Hải. Em chào anh Hải nhá. Anh mới đến à? Trong này là có khu tắm nước nóng hay sao? Không, không có anh ạ. À thế à? Hôm nay ai chở anh sang đây anh Hải? Anh tự lái. Anh tự lái à? Ôi vất vả thế nhờ. Em khỏe. Xa anh thì hơi yếu một tí thôi. Xin chào. Anh em vừa mới đi tắm suối. À thế ạ? Tắm ở trước đấy anh. Nước lạnh hay nước nóng anh? Mát lắm. Mát lẹo lắm em. Em vừa mới thấy anh gặp thông gia ở trong đấy xong rồi đã bay về rồi à? Thế chị Tuyên cũng ở trong hay là về anh?
À thế ạ. Vâng vâng. Mình ở đây để gặp lại mấy anh em nữa. Hello, chào Ngọc nhá. Chào Tráng Sĩ. Mới chia tay hai hôm mà giờ đã nhớ lắm rồi. Đấy, gần đội bạn Thắng thì đang tác nghiệp ở bên trong kia. Trong lúc đó thì thôi kệ. Chào anh Hội nhá. Anh ấy phải ra tận đây đón em chứ anh ấy hờ hững với em đấy. Thẳng từ tin qua Hà Nam của anh. Tú đầu kéo nhá. Đúng rồi, anh mấy hôm nay là say sưa nhiều quá, sang Hà Giang là ngày nào cũng uống rượu, sợ quá. Đấy. Bây giờ là tham quan tí ở đây các bạn. Anh cho em mượn xe đi đâu, em về em thay quần áo phát. Ok, ok luôn. Đấy. Có cần mượn thẻ nhớ không? Hả? Có mượn thẻ nhớ không? Em lại lấy cái thẻ, em quên mất flycam cũng có. À, bây giờ đi về chỗ ấy à, khách sạn à? Khách sạn. À, ok. Em về em thay quần áo ấy. Duyệt luôn, đi luôn. Thế là Mạnh đi sang với Ngọc à? Đã. Mạnh đi sang với Ngọc à? Mấy em theo nhau. Ê, mình đi sang đây tham quan tí đi. Bên trong này là có cái cơ sở mà bán về những đặc sản. Đúng không? Đây là bán những đặc sản như là mật ong này, rồi có chuối hột này. Đấy, rồi có rượu ngâm các thứ. Thế là Tú lại tiếp tục đi sang bên khu vực nhà sàn với anh em bên. Đang quay anh. Bên trong là có nhà sàn nữa này, nhiều nhà sàn nhỉ. Tái hiện cái mó nước. Cái guồng nước chứ, cọn nước chứ. À, trên này là có cầu thang đi trên đẹp thế nhỉ. Rất là đẹp luôn. Đúng rồi. Chào Tú nhá. Cảm ơn anh nhá. Rồi anh em sang đến đây, phải sang được đến đây là phải say mất 10 trận rượu với ông Thắng mới sang được đến đây ấy. Ông Thắng ông uống rượu ghê lắm. Chưa hôm nay mà còn phải trốn đây một lần nữa mới được. Em ngồi đi, em ngồi đi, em ngồi đi, anh ngồi bên này. Rồi ngồi đi. Sang bên chào anh nhá. Chào. Sang bên team Hà Giang anh em mạnh lắm. Làm một trận trong cái sang à? Đúng rồi. Sang bên team Hà Giang ấy mạnh lắm, khét lắm. Nói chung là Mạc Minh đi đâu là nó là thầu rượu rồi, không trốn được. Cứ khấu máy lẻng. Ngay trên xe em bây giờ đang còn có mấy can rượu ở trên, nó cứ gài ở đấy, chạy sao nổi được. Không, nhưng mà được cái là cái rượu này uống xong là ngày hôm sau mình khỏe, mình không có bị mệt hoặc là đau đầu ấy. Anh có thấy ấm chè bên đây? Đau chỉ đau toàn thân thôi. Đau toàn thân là đấy, là các ông là về là nhà có người nó massage, nhưng tôi là đi xa vợ nên là nên là không có bị đau. Đấy. Có người đến, tìm đâu mà những người đỡ sinh như này. Anh à, người đẹp mừng lò. Ngồi chưa? Ngồi đi anh. Anh là đã tắm rồi anh? Bây giờ mới tỉnh. Bây giờ mới tỉnh. Anh em nhảy vào giữa nắng gạo say, người cứ đơ đơ đơ. Trưa thì ăn cơm nắng, đến chiều là tắm về chuồng rồi. Anh thì bắt em uống bia. tối này là anh em mình là riêng khu này luôn đúng không? Báo chọn hết rồi đúng không? Đúng rồi. Xong phát là ngả ban đèn luôn đấy. Trong lúc chờ đợi anh em tham quan thì mình đang ngồi đây giao lưu với anh thầy giáo vùng cao với lại con trai là cũng xem kênh chú từ lâu chưa? Lâu. À thế à? Ừ, xem từ tập nào, thích tập nào? Có nhớ không? Tập mà đi đứng nhờ vây xe tạp. À, bắt xe đi nhờ à? Ngồi thẳng lưng lên nhá. Phải luyện ngồi thẳng lưng lên. Không được ngồi cong nhiều quen hình gù nhá. Giống bố nhá. Mà bố đẹp trai hơn. Phấn đấu đẹp trai bằng bố nhá, ăn nhiều à. Đẹp trai bằng bố được. Đỡ đẹp trai à? Không, anh em mình có vợ con gia đình rồi, đẹp trai ít thôi. Đẹp trai nhiều quá thì khổ nhiều người tương tư, không tốt. Anh già làng hiền lắm. Thì 2 tháng rồi nhưng mà vợ vẫn chưa ý kiến gì. Nhưng mà vợ khỏi yên tâm khi đi xa đúng không? Luôn luôn ở nhà là khỏi yên tâm, lúc nào phải suy nghĩ về chồng đấy đúng không? Em vừa rồi đáng ra em kế hoạch là ở Hà Giang 15 ngày đấy. Nhưng mà bạn Tú mời về đây chơi. Thế là đi sớm hơn. Bây giờ em lại vòng sang bên Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình.
chứ còn không vòng về Hà Giang đợt sau thôi. Vâng. Đến Tây Bắc là xuống Hà Nội luôn đúng không? Vâng. Vâng. Xuyên Tây Bắc. Ở ngoài này có không gian đẹp quá nhỉ. Đấy. Mình ra ngoài tham quan chút không gian nhé, anh ngồi chơi nhé. Đi tham quan chút. Sáng nay đây là có trống với lại cổng chiêng. Đây là để đựng xôi đây. À, người Thái thì là ẩm thực là không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình, người ta là đa số là dùng xôi cả nhà, chứ là sẽ là không ít ăn cơm trắng. Quần viên rộng quá nhỉ. Ngọc ơi, anh em đang chụp ảnh ngoài này ấy, mà mình thì tự đi tham quan. À, cái này là tái hiện lại cái cối để mình giã gạo mà bằng nước chảy lên đây, rồi sau đó là đầy cái là nó sẽ lại giã. Nhưng mà cái này thì chắc là tí nữa Tú phải nhờ trực tiếp là bên bạn gái bản em có ai là dẫn đi tham quan thì mình mới gọi là tìm hiểu chi tiết được, thì các bạn sẽ chờ sau giây lát nữa nhé. À khoan đã, già làng làm gì này. Xong rồi anh em chụp hộ kiểu ảnh với Ngọc ấy, cho anh xin kiểu ảnh cúng Facebook này. Đấy thì là đẹp hơn đó. Lâu cả. Già làng nó phải đứng lên trên đấy à? Em có thể bỏ cái guốc được không em? Ngày mai đi cái thấp với dép tổ ong ấy. Nhìn em là nào. 1, 2, 3 rồi. Đâu rồi nào, Ngọc chụp của anh phát nào. Cho anh xin kiểu ảnh nhá. Để anh gửi về cho vợ anh xem ấy. Sao em bắt anh đứng lên trên này cho cao hơn à? Vâng, anh cứ đứng lên. Ít nhất lên. Đây là anh cũng ngang bằng em rồi. Anh không cần phải đấy. Cùng lắm thì anh kiễng hơn tí là được rồi. Được chưa? Không cần đâu, tại em đi guốc rồi. Đừng nhắm mắt cười ra nhé. bây giờ là lấy người hết hả? Bây giờ lấy anh định lấy như nào, có lấy chứ cái bạn. Được mà. Cái chiều cao Tú với em ấy là bằng nhau chứ đâu, Tú đâu có thấp hơn đâu. Em ấy là đi cái guốc đến 7 phân cơ mà. Thôi cả nhà chờ thêm giây lát nữa thì Tú sẽ là đi khám phá, chờ có người đưa đi. Ui dồi, giờ làng kìa. Ok, cắt đi. Đấy, anh em đi chụp ảnh nhiều quá mình phải xin kiểu ảnh về khoe vợ. À, đang chờ anh em quay. Làm bản hôm nay thì thực sự là làm vào một cái bản có thể nói là giống như là Tây Vương. Xin chụp kiểu ảnh với nhá, tập thể luôn nhá. À, đây Khánh chụp cho anh em phát, chụp cho đẹp để anh về khoe vợ. Già làng chụp không? Chụp đứng lên phát nữa. Đấy, đẹp không? Cảm ơn các em nhé. Ôi, các em, các chị. Hơi lạnh à? Thôi không sao, anh chỉnh lại đi. Được rồi, để cho già làng lên chụp. Để già làng đợi lâu không được không? Ôi, tuyệt vời luôn. Ui. Đấy, đẹp mà. Cái này đẹp mà. Cho mình xin Zalo đi. Em xin chụp thì Zalo đi. Em chụp thì hơi bị lét luôn. Zalo là số nào ấy nhỉ? Của em anh bấm em số của anh đi ạ. 0911 0911 012 012 239 239. Rồi, ok, gửi cho mình phát. Ảnh đẹp quá, chụp đẹp em, máy. Em cũng là kênh mới. Tên là gì đây nhỉ? Em học trò ở Thầy Đá Vùng Cao ạ. À, Tuấn TV ạ. Tuấn à? À, Tuấn TV nhá. A Tuấn TV. Cả nhà đang đủ ủng hộ cho em một lượt đăng ký. Vâng. Để tìm hiểu xem mà em ấy quay về gì, em quay về nội dung gì. Em hiện tại thì mới thì em đang quay nội dung cuộc sống xung quanh đời thường. À đấy à. Vâng. Rồi, em đẹp quá. Em gửi tất hai kiểu anh nhé. Rồi, ok, cảm ơn. HD vào. Ơi, chưa rồi, HD. Quên rồi. Em gửi lại. Bấm nhanh quá. HD nó sẽ không bị vỡ ảnh. Đúng rồi, đúng rồi. Ơ, Mạc Minh ơi, em còn ổn chứ? Em ổn mà. À, hôm nay thế nào, cảm giác sang đây có tươi không? Tuyệt vời. Đây,
Mạc Minh ông trùm khâu váy len hôm nay sang đây là thấy tươi hẳn luôn này. Em thì chầm lại cái lít rượu khâu váy len. Rồi đi theo anh Thắng tiếp đi. Đây là có bờ suối đẹp quá nhở. Chỗ này người ta là tắm suối đây thì có cái mấy cái mỏm kia nhảy. Ông nhà siêu đẹp đấy. Ngọc đến đây là từ tối qua à? Em còn em đến đây từ tối hôm qua 8 giờ đến nơi. À. Hôm qua về thì 8 giờ về đến đường đầu cầu này rồi. Xong bắt đầu là lại ngược quay lại. Nó là hôm qua là mặc cú là đang ở nhà. Ngày, à. Trên này là khu này xung quanh toàn là bản này là người Thái ở, nhưng mà nhà sàn đa số là theo kiểu mới khá là nhiều rồi. Mình thấy là có những nhà sàn người ta làm bằng bê tông, ví dụ như nhà phía trước mặt đây này, là người ta làm cột bê tông vì là bây giờ là không có gỗ nữa. Nhưng mà thế thì cũng tốt, bảo vệ rừng. Đây người ta lợp bằng cái cây đẹp nhỉ. Đúng rồi. Dễ váng ra. À, nếu mà trong như nhà sàn của bạn Tú ấy, chắc là em nghĩ là đi mua những cái nhà sàn cũ về làm rồi. Ờ, đấy là không có gỗ mới đâu. Là bằng sáng nay em gỗ bơ mu à? Sáng nay em được bạn Tú là giới thiệu ở đây là đa số bằng 90% là gỗ bơ mu. Gỗ bơ mu ấy. Đi mua về. Toàn bộ là 100% gỗ bơ mu. Có nhiều nhà ấy, bây giờ họ không muốn ở nhà sàn mà truyền thống bằng gỗ nên là bây giờ họ đa số họ muốn ở bằng cách là xây cho nó kiên cố hơn ấy. Nên là bây giờ những người làm homestay thì họ sẽ là hay đi mua kiểu đấy. Mình đi bộ qua cầu luôn cho nó đẹp đi. Bên dưới này là người ta tắm suối rất là đông vui nhộn nhịp cả nhà. Đấy, vui lắm. Không thấy có cô gái nào tắm suối nhở? Tắm tiên. Ở người Thái là có truyền thống là thế đấy, ăn cơm nắm, tắm tiên. Ở vùng Nghĩa Lộ đây là có cả nước nóng ấy, suối nước nóng ấy. Ra làng tắm suối nước nóng không? Có. Đấy, khi nào xong xuôi đi tắm suối nước nóng nhá. Đúng rồi. Phía xa kia cũng là một bãi tắm mà. Có thể nhìn thấy là khu nhà sàn bạn Tú làm tọa lạc bên bờ suối nhá cả nhà nhá. Nhìn đẹp nhờ, view đẹp ấy nhờ. Tối nay là 7 giờ là anh em đang chuẩn bị đại tiệc thì tới đấy thì Tú lại chia sẻ với cả nhà tiếp nhá. Bây giờ tối là Tú đã tới nhà sàn gái bản rồi. Anh em về ngoài thị trấn, chỗ thị xã nhờ, thị xã Nghĩa Lộ, bây giờ thị xã Nghĩa Lộ rồi. Thì mình nghỉ ngơi là ăn uống tắm giặt. Giờ Tú với anh già làng đang đi sang đây chuẩn bị đại tiệc. Rất là nhiều món ngon, siêu to, khổng lồ luôn mọi người. Ngồi cái mông đã lắm, ngồi cái mông ở dưới này. Đông vui lắm. Hôm nay toàn các mỹ nhân. Đấy. Giống như kiểu mình đang lọt vào đâu nhỉ? Tây Vương Nữ Quốc nhỉ? Ui, khâu váy lèng này. Mạc Minh hôm nay mang theo 100 lít. Hôm nay thì rất là vui Tú lại được ngồi với anh Sự nữa rồi. Tất cả anh em đây tuy rằng lần đầu mới gặp thôi. Bây giờ chắc là phải nhờ anh em từng người giới thiệu một nhỉ. Em xin giới thiệu tới khán giả của anh Tú xe đầu kéo vlog anh nhỉ. Vâng. Em thì kênh của em là A Tuấn TV. A Tuấn TV. Kênh mới ạ. Là người ở em là em là ở Vĩnh Phúc chỗ anh em quen biết anh Tú. Thế mấy anh em bên có làm kênh không nhỉ? Có nhỉ. Đấy bạn kênh gì nhỉ? Vâng, em chào các bác nhá. Rất vui được làm quen với các bác. Em tên là A Quỳnh. A Quỳnh. Làm kênh tiếng gọi vùng cao cùng đội với A Tú. Vâng. Là ở đâu? Ở đâu? Ở đây ạ. Ở Yên Bái luôn ạ. Vâng. Bạn tiếp theo có làm kênh gì không nhỉ? Không ạ. Thế anh có làm kênh gì không? Đây là anh già làng này, giới thiệu tí đi. Kênh của mình là già làng Tây Nguyên nhá. Còn đây là kênh taxi dùng. Thôi mời cả nhà đi nhở. Đúng rồi. Taxi dùng là rồi. Khán giả. Thiếu cái bát của anh già làng nữa. Bây giờ thì đằng nào ấy thì Tú gái bản này bận tiếp khách thì đây ở đây cũng có một Tú. Tú xe đầu kéo. Tú xe đầu kéo. Thì thôi uống cùng anh em được rồi. Ngày xưa anh còn tên dài lắm. Anh tên là Sự. Xong đây. Anh đặt tiền Sự taxi dùng. Đấy đủ rồi. Đầu tiên là anh đặt tiền Sự.
Taxi. Thôi anh em mình làm cái nhờ cho nó khí thế nhờ. Nguyễn Tất Thắng anh nhờ. Rồi bây giờ là tem Nguyễn Tất Thắng đúng rồi, chuẩn. Vâng. Anh em mình nhờ. Em xem suốt. Anh em mình cũng đồng phải cái nhờ. Bắt đầu tiên đấy nhờ. Video quay ở nhà này đầu tiên. Ok đi, anh em mình đọc phải chén đi. Anh em thông cảm nhá. Rồi, anh thì không dùng được món anh ấy này. Không uống rượu bia khi nào. Anh cũng chén không kẹt với các chú phải hết sức thông cảm cho anh. Rất là chuẩn chỉ luôn. Bắt dùng món này là hôm nay ở Nghĩa Lộ đây khổ đấy. Anh không dùng được tí nào. Rồi. Mời anh nhá. Mời em nhá. Anh chúc sức khỏe các em nhá. Vâng. Các kênh phát triển lên mạnh hơn. Mời bác vào Caramel nhá. Đấy. Gió nào TV là... quay phim nữa, quên chưa giới thiệu tên kênh. Chú đầu kéo là em già làng Tây Nguyên kẹp hai bên. Anh kẹp dưới là anh taxi dù. Gật gù trên từng ngõ ngách. Hôm nọ là Tú đầu kéo phải kéo taxi dù đấy, kéo từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam. Hôm nay anh đi là anh kéo em hơi tít, em không theo kịp. Hôm nay là anh là để ý là ba cái xe sau cứ đi ở tít anh bảo đi nhanh thế nhỉ? Anh đi nhanh đấy, là em mà không kịp. Anh Tú nhờ vừa rồi là anh kênh đó là Hầu TV là cũng đi xuyên Việt cùng anh nhỉ? À không, em ấy là mới đi theo anh em mình ra chuyến đi ra ngoài này thôi. Vâng. Đấy. Thế là gặp mà em Gió Lào là ở chỗ Hà Tĩnh. Vâng. Có em xem video không thấy? Nghệ An nhờ, Nghệ An xong rồi đi cùng vào Chảo Lửa Tương Dương ấy. Em ơi, anh nhờ chút em có rảnh không nhỉ? Em có thể giới thiệu cho anh các món ăn ở đây được không nhỉ? Đây em giới thiệu hộ anh tất cả các món ăn ở trên bàn nhỉ? Vì là có nhiều món mình không biết tên đấy. Dạ vâng, em xin giới thiệu với các anh đây là xôi, xôi bảy màu, xôi. Nhưng mà ở đây là không đủ bảy màu đâu ạ. Còn đây là thịt trâu sấy. Trâu sấy. Vâng ạ. Còn đây là dế mèn. Còn đây là rau rừng nộm ạ. Rau rừng. Cái rau trong gói kia, anh em nào bảo hộ cái gói lá chuối kìa. Đấy là món gì ạ? Mọ ạ. Mọ. Tiếng Thái là mọ. Mọ à? Cái đấy là nguyên liệu có gì em nhỉ? Trong đấy là có cá này. Có lòng cá. Lòng cá. Xong rồi đổ lên đấy ạ? Vâng ạ. Đây là tiếp theo gà đen. Vâng, đấy là gà đen, còn đây là gỏi. Đây là gỏi cá. Vâng, còn đây là pịa, pịa dê. Pịa dê. Vâng. Và đây là tiết canh dê luôn ạ. Còn đây là... canh chua, măng chua, đậu cá. Thế thì để cảm ơn em thì anh xin cùng tất cả anh em mời em một chén được không nhỉ? Dạ vâng. Em thưởng thức cái em tên là gì nhỉ? Em tên là Trang ạ. Trang ạ? Ôi rồi, người yêu cũ của anh có mấy cô tên là Trang ấy. Em nhé, cái là rất đặc biệt đấy của anh mấy hôm. Mời Trang nhá. Toàn thể anh em mình mời em Trang nhỉ. Vâng. Đấy, tự nhiên anh em mình có cô gái Thái xinh đẹp đến đây giới thiệu món ăn đúng không? Kiều Trang. Kiều Trang của kênh Gái Bản. Kênh Gái Bản. Anh tên là cũng tên là Tú luôn. Kênh Xe Đầu Kéo Vlog. Cảm ơn Trang nhá. Thế thì tí nữa Trang rảnh thì sang đây uống riêng với anh một chén nhá. Có mà em rảnh mà. Nhiều khi là mình đến những nơi mới ấy, là ẩm thực rất là phong phú và khác biệt. Cho nên là mình cũng là muốn là nhờ những người bản địa giới thiệu thì nó sẽ là chuẩn hơn. Em gì của Tú Đồng Kéo? À, Tú Gái Bản. À, em gì rồi? Em gì à? Vâng, em gì? Vâng. Thôi anh em mình dùng đi nhờ anh em nhờ. Mời anh nhá. Anh em nào cứ có máy quay là cứ bắn liên lịa luôn nhá. Anh em có máy quay cứ đưa ra thực hiện ngồi vào một góc thôi. Đấy. Hay. Chị em bên đấy là tít đấy. Đi đâu họ cũng mượn biển trên anh để hô nhở. À đây là canh cá. Đúng không? Ừ. Em thể hôm nay uống được chứ? Hai ba là biển Hà Giang. Em thể hôm nay uống được chứ? Anh em là cứ hô thôi. Hôm nay không phải lái xe. Không phải lái xe à. Đi đâu. Mày ở đây hết mà. Không tí nữa đi đâu thì đi taxi. Đi taxi. Đây là em trai của Mạc Minh. Đấy, em thể. Khấu ba lẻng anh. Em thấy nhìn giống nhau. Rất giống nhau. Đây là sản phẩm của Khấu ba lẻng của Mạc Minh và cũng của em thể này luôn. Hôm nay xe của các em là vận chuyển từ bên Hà Giang về á. Ngồi ăn đây em. Một cái này Thảo Mỹ Linh. Dai như đỉa. Khỏe như trâu. Đấy. Vào đây luôn đi cháu. Ngồi đây em. Thôi làm thử miếng dế nhỉ. Ngồi đây em. Anh ra làng đây. Làm thử con dế xem ra sao. Anh Sự đâu có bát sao để dế à? Đây, đây, đây. Anh em làm con dế này. Em làm thử phát. Đây. Con này con là dế mẹ đấy. Dế mẹ phiêu lưu ký đấy. Ngậy nhờ, ăn bùi đúng không? Thơm nhờ. Mình chưa ăn dế mèn cái nào luôn đấy. Ngon. Ngon đấy. Làm con thứ hai luôn. Tuyệt vời luôn. Giờ làng thích bịa.
bữa này ăn ngon lắm. Anh em cứu tôi, anh em rất là nhiều. Từ Tây Nguyên ra uống rượu Tây Bắc cái nồi. Rất là ngon luôn. Cho em à, chén rượu kìa. Anh em chủ nhà đến đây rồi. Anh em dùng đi xong nhìn đĩa điếc vẫn nguyên bản đây. Đang đợi chủ nhà ra mời thì mới uống. Mới ăn. Không chờ anh không dám tắt. Rồi ok. Xin cảm ơn anh em nhé. Rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Okay. Những mâm cúng đầu tiên ở tại nhà hàng đấy. Cảm ơn các anh em, các bạn rất là nhiều. Sức khỏe nhá. Đúng rồi. Nào. 2, 3, lên. Rồi, xin cảm ơn nhá. Bây giờ mình thử cái món này em ạ. Hả? Món này làm từ cá ra. Không biết rồi. Anh hỏi biết đến tiền không? Đi em nhắm mắt đến rồi. Ra thế như nào? Hơi là lạ nhiều. Lạ miệng đúng rồi. Rồi kinh ngay nhỉ. Cái cá được nghiền nó rồi. Cho nên là ăn nó còn một chút xương răm nhẹ nhẹ. Lòng cá hơi đắng đắng chút. Đấy, mỗi anh em đứng cho một đầu khác nhau. Đây là món gỏi cá nhỉ? Gỏi cá hình như đã được bóp rồi đúng không? Cái này anh chấm đã bóp ngoài. Đây là cá gì đây anh em biết không? Cá gỏi. Không biết là cá gì à? Cá này cá trắng. À, đây là gà đen nhìn ngon này, chưa anh em động vào luôn này. Gà đen. Anh nhỉ? Tít nhỉ bên kia? Bên kia mạnh phết nhỉ? Vâng. Đấu luôn. Vâng. Đấu luôn. Vâng, em mời anh nhá. Vâng, vâng. Anh đấy nhìn như anh trai Tú. Anh trai của anh Cường. Ôi giời, nhìn phát đã đoán luôn. Chuẩn chưa? Mình chưa biết bao giờ thấy mặt bao giờ luôn, nhưng mà nhìn nét mặt giống nhau. Anh trai Tú năm nay chắc cũng phải sinh năm 84, 85 rồi trở lên rồi nhỉ. Anh nhá. Vâng. Vâng. Anh nhá. Vâng. Ngồi một chỗ là cũng đủ say đấy. Mâm này mâm kia đến mời là cũng đủ say đấy. Không khí xung quanh cả nhà xem đây là rất là vui, nhộn nhịp. Nhộn nhịp. Đấy. Phía mâm bên cạnh đang thấy là Mạc Minh với Thắng đang đi giao lưu rồi. Có mấy kênh giao đấu võ công rồi. Anh chú phải đi giao lưu tí nhỉ? Chưa đến giờ đâu. Rồi, mời thằng Mỹ Linh nhá. Mà hôm nọ anh thấy bảo hình như tặng cho anh cái vòng ấy phải không? Vâng. Mà anh nói đùa đấy. Anh là không hợp mệnh đâu, anh trêu vậy thôi. Nhìn cái vòng đẹp anh ấn tượng mà. Vòng đấy bằng bạc mà anh không hợp mệnh, anh chỉ trêu thôi. Hỏa như Thắng ấy chỉ đeo vòng gỗ thôi. Hợp mệnh mộng. Đúng rồi, mộc ơi. Nhớ là sau đây mình có ăn uống phải ở lâu ấy. Ừ. Bạn này rót hộ mình chén của mình chắc chắn đấy. Chén của Linh anh em đi bản lâu đi. Cho anh miếng thịt khô cho cô rất là đi á để thế nào anh. Đây rồi, bạn Thắng sang rồi. Mâm người nhà. Cốc tay. Toàn là người nhà đâu. 50% người nhà. 50% người nhà. Sao nhỉ? Bơm cái. Đây rồi, Linh. Chỗ này năm thiếu sót đấy nhỉ? Rồi, hai anh em đi giao đấu sớm ấy nhỉ? Bên kia không có đất quá. Bên đấy ít quá. Không ăn thua. Hai anh em vô cái nhá. Ok. 23, 21 này. 23 đi. 23. Hà Giang tiếp ạ. Anh em ơi. Hay vào. Rô. Hay vào. Rô. Hay vào. Uống bao nhiêu? Hết. Đấy. Tinh thần là cứ vậy thế anh nhỉ? À, lên cái nhá. Lên nhá. Nào, 1, 2, 3, lên. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Rồi, toát mồ hôi luôn đấy. Uống từ người nữa. Tú hôm qua về nhà em Xuân Hữu uống là cũng gọi là tả tơi sơ mướp ấy. Xong rồi ngày hôm nay về nhà Thắng là không dám uống nữa. Có chị em à? Bên kia tức mình như là nó. Bên kia còn to hơn. Còn to hơn bên mình.
Món này gọi cá để ăn 10 tí đi. 10 tí đi Mạnh ơi. Thế thì sang đây cho em ké đây tí nhỉ. 10 tí đi. Em xin phép được sang bên này mời cảm ơn mình một chút ạ. Ok luôn. Cho em xin chén rượu nhá. Ấy đây này anh rót cho. Đây. Anh rót cho. Đúng phải. Ai lại để khách sang đây phải tự tay múc rượu nó không được. Rồi, mày Mạnh nhá. Em xin chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, có những clip triệu view. Rồi, cảm ơn Mạnh Nắng Cao Nguyên nhá. Đây à, anh. Anh Sự không uống. Tuyệt đối là không có một giọt rượu là bằng người luôn. Xin mời anh em nhá. Tất cả anh em nhá. Mời anh nhá. Sức khỏe. Rồi, cảm ơn mọi người. Quên anh em. Không nhưng mà anh em ạ. Không anh em. Anh em mình mỗi người một phong cách, anh em uống trước. Mỗi quá. Mày em vẫn tỉnh lắm. Anh. Rồi bắt tay. Vâng. Rồi em sẽ bắt. Vâng, cảm ơn anh em. Anh rồi, tiếp tục tiếp rồi. Rồi, các anh chào em Ngọc. Rồi thì anh em mình gặp lại nhá. Anh em mình gặp nhau sau. Rồi em xin phép. Mạnh à? Như anh gặp à? Ờ anh gặp. Đấy cả nhà đấy là ngồi một chỗ cũng đủ mệt, cũng không sung sướng. Nhưng mà xa anh với già làng thấy buồn không? Buồn. Đúng rồi, sờ vòng tay anh, em biết nơi đâu để đi về. Em vẫn còn tìm đến đường về nữa đây. Ừ. Ôi, chén anh là thế nào? Đây, Ngọc đây, anh Sự cũng uống. À đây ạ. Ừ. Rồi, các anh ơi, em qua đây xin phép mời giao lưu tất cả các anh ở đây một chút. Rồi. Vâng. Em giới thiệu em tên là Ngọc. Em chào anh Hải. Quê ở làng. Đấy. Đây, để rót anh Hải luôn vòng sau. Anh Hải vào luôn không ạ? Đợi vòng này ra. Vâng. Vâng. Thôi được rồi. Phải đợi anh Hải đến sau thì uống không ai. Thôi đi em rót cho anh Hải. Nhưng mà đề nghị hơn là hình như là cái rượu này không ngon hay sao nhỉ? Nó để lại long đen nhỉ? Thôi cái anh cứ dùng nhá. Hôm nhà đây anh ơi. Anh già làng ấy đưa anh này. Hôm nay là nhân dịp nhà em gái bản này khai trương nhà hàng thì xin phép mời anh em. Vâng. Chúc anh em sức khỏe. Thôi mời anh nhé. Thấy ngon thì có gì mua hộ anh em mình nhá. Số điện thoại bao nhiêu anh ơi? 056-345-6789 nhá. Đây là số điện thoại của Sapa TV, nhà Sapa TV. Vâng. 1, 2, 3, rô. Vâng. Ôi nóng ấy, toát mồ hôi luôn. Rồi lúc là giao đấu toàn các cao thủ võ lâm rồi. Toàn cao thủ võ lâm rồi. Ngồi không mà vã mồ hôi luôn. Chúng mình hơi ít quản. Chúng mình hơi ít tóc. Mình đang tính là ngồi để gọi là tráng ruột tí rồi đi. Mình nghỉ tí rồi đi mời ấy.
các bà sau khi đi múa xe xong rồi bây giờ là ra chào tất cả anh em để đi về đây. Một cái khung cảnh mà rất là vui, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, các bà vui quá. Ngày mai các bà lại sang múa xòe. Vui không bà? Múa xòe rồi, lâu lắm rồi đã múa xòe chưa bà? Vâng, chào bà nhá. Vui quá. Vâng, vui quá. Dạ. Chào bà nhá.